các em mà các khách hàng thân thương của anh nào hôm nay anh có show nhưng mà bây giờ như vậy anh tính làm sáng thứ bảy mà làm sớm thì cái show bây giờ cứ hai tuần anh làm lần để để nói cho các ai lên coi show cho ủng hộ cho anh nào hang chứ lúc này thì thì anh cũng chậm chút thành thử ra thành thử ra thôi giờ cho anh nào vào show cảm ơn các chị các em các khách hàng ha đây là cái áo châm suốt áo châm suốt này nó rất là đẹp nó bằng những cái hàng mà nó nhún nhún là nhỏ vậy. nhưng mà cái cái này nó là size M nhưng mà bây giờ người ta mới giờ người ta mặc những cái nhiều màu như vậy nhiều lắm ta mặc toàn là nhiều màu như vậy người ta là giống như kiểu người mua đen bây giờ là mặc quần áo sặc sỡ <laughs> chắc mình muốn giống thầy Minh Tuệ thành thử ra cái áo này Anna bán 50 đồng cái áo này đẹp lắm nói thật hàng cũng là hàng hiệu chứ không phải hàng thường nhưng mà nó quần của nó ống rộng rồi cái bộ này á, cái bộ này á, thì nguyên bộ luôn cũng hàng đẹp vô cùng hàng hàng ấy cái thun của nó rất là đẹp nhưng mà cái size này medium này cái size này á thì cỡ ăn là cái này nó hàng hàng thun nó có độ giãn nhưng mà nếu mà cỡ chừng trăm hai thì đẹp lắm trăm mươi cũng được thì áo này ăn nào bộ này ăn nào cũng bán năm chục đồng nó cái bộ này rất là đẹp nha rất có ăn nào có mỗi thứ có một bộ cái này bộ cái này bộ thôi ha rồi thì rồi bắt đầu ăn nào bán đến cái này cái này á, là áo đầm này áo đầm này á là là như vậy nó có hai cái tay lên như vậy cái này cái này nó là size sai bốn nhưng mà cái áo này ăn nào bán ba chục đồng ha size bốn ha ba chục đồng rồi cái áo đầm này áo đầm này á là nó có giống như là cũng mặc mùa hè luôn nhưng mà cái này hình như nó nó khoảng như vậy như vậy mặc tới vai như vậy đó cũng đẹp lắm hàng ừ. thì cái này á nó là không phải là châm suốt mà nó là áo đầm nhưng mà nó cũng là bông hoa bây giờ người ta mặc màu đen bây giờ người ta mặc bông nhiều như vậy đó áo này anh là bán 35 đồng luôn ha. Bây giờ Anna sale á chứ những cái hàng này bây giờ mua không có, không có hàng. Cái hàng nó mình hàng nó rất là đẹp. Đó, nó rất là đẹp mặc mình đi chơi mùa hè đẹp. Dạ. Rồi cái cái này á là Anna bán cái khăn tắm. Khăn tắm là nó có khăn tắm nhưng mà cái khăn tắm của nó nhưng mà nó có một cái 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 bịch của nó để mình đi biển đi đâu mình đựng cái 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 khăn tắm vô cái bịch này rồi cái khăn tắm nó nằm đây khăn tắm đẹp lắm bự thì cái khăn tắm này anh nào bán 10 đồng ha khăn tắm nó đẹp lắm nó có cái bịch luôn của nó rồi bắt đầu là cái áo này nó là cái áo áo lẻ thôi cái áo màu đen như vậy ừ. nó bằng mousseline cũng đẹp lắm nó có sợi dây cột ở đây này. nó chấm bi thì cái áo này anh là bán hai chục đồng ha đó nó chấm bi đẹp lắm sang cái này mặc thì tới bụng trong mình cột cái dây với lại thôi áo này á, áo này thì cũng là cái loại đó luôn áo này cũng cái loại giống như là nó nó cái kiểu nó cũng tới bụng vậy á áo size này sẽ m cái size kia này cũng m luôn mình không nói thì cái áo này cũng có một cái mình mặc vô nó cũng khoảng tới bụng mình mà nó là sọc trắng ha. cũng đẹp lắm cái này thì anh là bán cũng à, bằng giá cái kia là hai chục đồng luôn ha hai chục đồng luôn bằng giá cái kia rồi anh là có cái bộ này cái bộ này cũng rất là đẹp ha cái bộ này á là cu chì ha thì cái bộ này cái áo của nó như vậy nó có dây kéo rồi cái quần của nó lại là sọt. cái bộ này ăn nào cũng có một bộ duy nhất mà mua nó cũng hơi lâu rồi chứ bây giờ hết hàng rồi thì cái bộ này á là nó có quần sọt mà nó rất là đẹp thì cái bộ này ăn là cái này hàng hàng bên bên ấy nó về chứ không phải hàng ấy mà cái hàng nó rất là quality ha anh là bán 60 đồng ha có cả quần cả áo luôn cái áo nó dày lắm hai lớp không phải dày mà mặc rất là đẹp này. đó sáu chục rồi cái bộ này á cái bộ này á cái bộ này cũng rất là dễ thương cái này của Fendi ha cái bộ này đẹp vô cùng những cái này là ánh cái này là, là hột không á con hột ánh không là ánh kim tuyến lên ánh lên còn cái quần của nó này cái quần của nó này. Quần của nó dài đẹp lắm rất là đẹp cái mình hàng rất là quality anh cái bộ này anna bán 50 chục đồng thôi cái bộ này rất là rẻ cái này anna bán lỗ đó thật đó mà cũng có một bộ duy nhất tại vì mình bây giờ mình sale hàng ra để cho các chị người kia còn cái này á cái này là một cái châm sút cái này của bcbg ha châm suốt này anh nào cũng còn một cái anh nào cũng để lại một cái bận rồi nó rất là đẹp ha thì cái áo này anh nào bán 40 đồng cái này nó là size size eo size eo nhưng mà cỡ như là 130 thuộc phao hay 135 mặc được nhưng mà cũng dễ mặc trăm hai tại vì nó châm sút nó có cái 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 bụng không cần mình phải ấy ở à, ha Ừ uh bốn -huh. rồi 40 đồng rồi cái này cái này cũng là một bộ luôn nè cái này của nó cái mình hàng của nó đẹp lắm, mình có một bộ xì mo với một bộ medium. Nhưng mà cái mình hàng của nó, nó nó không phải là nhung mà nó nó mềm mềm nó dễ thương lắm, mặc rất là đẹp. Thì mình còn hình như đâu một bộ nữa sao không biết phải không nhớ nhưng mà cái áo của nó như vậy. Bây giờ bắt đầu mình vào mùa thu rồi những cái đồ này là mình mặc được đẹp lắm, dễ mặc lắm. Đẹp, cái áo nó không có dài nó lửng lửng nhưng mà cái hàng cái bình hàng của nó rất là đẹp ha cái bộ này ăn nào cũng bán 40 đồng ha nguyên bộ luôn đẹp chứ không có xấu quần ở dưới nó có cái bo chút bốn chục đồng rồi cái bộ này cái bộ này thì nó nó màu hồng cái bộ này những cái đồ này mình kẹt từ năm ngoái đó thì cái bộ này nó là size xì luôn nhưng mà cái bộ này á, nó nó dễ thương vô cùng nó 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 giống như là nè nó dễ thương lắm mà hàng của nó rất là đẹp nhưng mà cái bộ này á là size small thì nó chỉ hợp cho những người nào mà cỡ chừng trăm hai chục phao đổ lại thôi mà cái mình hàng của nó rất là đẹp nha cái bộ này ăn nàng bán bốn chục đồng luôn ha mình ăn là có cái áo đầm này xin lỗi kéo đầm này nó xin lỗi mình uống nước cái áo này nó là size size M ha nhưng mà nó cũng cái dạng là nó cũng cũng là cái cái tay nó nhún nhún như vậy rồi nó cũng có cái bụng vậy cái cổ nó thì bằng cổ hình như nó bằng cổ tròn thôi chứ không phải là cổ ấy thì cái bông này nó dễ thương lắm, hàng nó giống như là ở dưới nó như vậy này đó thì cái này anh nào cũng bán bốn chục đồng luôn cái này là size size medium ha size này size medium cũng dài mà đẹp lắm mấy cái áo này là toàn áo tuyển không à ha size medium rồi Rồi cái áo đầm này. Cái áo đầm này nó là size small. Nhưng mà cái áo đầm này thì nó cái dạng nó lại lại là, là dạng dây. Dạng dây nó có cái dây cột ở bụng này. Thì cái áo đầm này anh là bán 30 đồng ha. Nó cũng hai lớp luôn mà size small thấy không? Ở dưới nó như vậy, 30 đồng. Rồi cái này cũng là áo đầm luôn áo đầm này cái này của nó là sai sai bốn ừ. nó rất là dễ thương ha ở dưới nó có cái này thôi sai bốn cái này mình mặc đó là nó giống như là cho mình khoảng tới đầu gối hoặc nó dài hơn chút xíu như những người nào ấy cái này ăn nặng bán ba chục đồng ha sai bốn rồi cái áo này là một cái áo lưới áo lưới nè áo lưới như vậy cái này rất là đẹp nha cái áo này rất đẹp ai mua được cái áo này đẹp lắm ví dụ mình chỉ cần mình mình đi đâu á mình mặc cái áo bên trong mình khoác nó ra bên ngoài Đó. mình khoác nó ra bên ngoài nó nó, nó cũng đẹp vậy nó hoặc là mình muốn 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 mặc áo gì mà cái áo dây áo gì bên trong mình khoác á, thì cái áo này anh nào bán 35 đồng cái áo này á đẹp lắm có một cái duy nhất à hình như nó là size M hay size gì đó. đẹp, nó có dây kéo giữa ha 35 đồng. rồi anh là có một cái quần này màu vàng, quần này màu vàng nó là hàng hiệu luôn á, nó là size size 8 đẹp lắm nói thật cái quần này rất là đẹp. cỡ như anh là một trăm ba hay hơn trăm là mặc đẹp, vừa lắm tùy người. Nhưng mà màu vàng cái quần này ống nó suông chứ không phải là ống nhỏ ha. ống nó xuông mà nó đẹp lắm hàng hiệu hàng này của cái hãng này là hàng hiệu ừ. ở dưới nó xuông vậy rất là đẹp cái quần này rất đẹp cái quần này Anna bán bốn chục đồng ha màu vàng anh đẹp lắm ừ. dài dài mà ống ở dưới nó hơi xuông xuông như vậy bốn chục đồng size tám nên là có cái mũ này cái mũ này ai mua được ngày xưa anh đã đã bán một lần xong rồi là tự nhiên có một người mua được mà mà không họ không có kiếm không ra tự nhiên về nó để đâu đó. cái này mình đội trong mùa đông này thấy không đội lên đẹp lắm đó anh nà đội này đó thấy không cái áo này cái mũ này ăn nà bán ba chục đồng ha cái mũ này rất là đẹp cái mũ này nó mặc vừa ấm mà nó bằng nhung hết toàn bộ đẹp lắm. Còn cái áo này á, là nó giống như cái áo khoác ở trên vậy. Ừ. Giống như mình mặc cái gì á, mà mình muốn khoác nó ra bên ngoài cho nó đẹp thôi kiểu. Thì cái áo này ăn là bán 25 đồng. ha Khoác nó như vậy này giống như mình mặc cái quần vàng, mình mặc cái áo đen bên trong á, hay là mình mặc áo trắng này mình khoác cái này ra đẹp. Cái này nó là nó nó, nó là size small luôn. Rồi ăn là có một cái bộ này cái bộ này bây giờ này, cái bộ này nó hơi bự, hàng này là hàng hàng của của Polo này, nhưng mà tại vì cho những người nào bự con á, tại vì cái size này nó hơi bự, cái size này nó là size 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 này chắc bự lắm, size ít lạc hay size gì á, bự lắm. Ừ. Và nó có nguyên bộ luôn, này cái áo luôn này. Nhưng mà những cái hàng này là mình còn năm ngoái ha cái bộ này ăn là bán 50 đồng nhưng mà cái chai này nó bự cho những người nào bự con đó thì mặc hô lồ hay nguyên bộ luôn ớ à, đúng rồi size ít lạc này nó có ở đây này sai ít lạc này đó rất là đẹp nhưng mà phải bự con chút thì mặc được năm 50 đồng rồi ăn là có cái áo đầm này áo đầm này á, là ngày xưa đã có lần bán được nhưng mà lâu rồi nhưng mà tại vì tự nhiên là kiếm không được ấy cái này nó là, là size small mình có một cái hình như một cái uh, small với cái mini hay là còn có một cái small không biết nhưng mà áo này anh là cũng bán bốn chục đồng luôn ha đẹp lắm cái chấm bi này rất là đẹp nha bốn chục đồng sai size small rồi anh là có cái này cái này nó 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 cũng là một dạng chấm sút luôn này nhưng mà cái size này nó hơi nhỏ thôi cho những người nào mà nhỏ người chút cái này nó cái size m mà sao nó nhỏ xíu à đó nó như vậy quần vậy thì cái áo này anh nào bán hai chục đồng ha nó nhỏ lắm nhưng mà ở trên nó như vậy đó nó là ren vậy nó hai chục đồng ha size small rồi anh nào có cái quần này cái quần này á là của inc mà nó cũng có size size hai à nó nhỏ quá nhưng mà nó đẹp thì cái quần ăn nào bán ba chục đồng nhưng mà nó là size hai thôi có cái dây dây dây, dây ở đây dây ba chục ba chục đồng có cái cái dây kéo bên hông ok ha size size hai đó ừ, inc rồi có một anh nào có một cái này cái này nó làm một cái áo lưới luôn cái này dùng cho người nam nào mà size ít lạc được. Ừ. Nó bự lắm những người nào mà ông xã bự con chút thì mua cái này cho ông xã mặc đẹp lắm. Đó thì cái áo này anh nào bán 25 đồng Nhưng mà nó rất là đẹp hang màu tím Rồi size ít lạc á size ít lạc 25 đồng con Rồi anh là còn cái này Cái áo này á Cái áo này mặc cũng dễ thương lắm này Cho những người nào mà không có bự mấy á cái size này nó nhỏ cái size này nó là size simo này nhưng mà cái áo này dễ thương lắm nha mặc đẹp lắm mà cái áo này nó nó nhỏ nhưng mà mặc dễ thương mặc cái cớt ở dưới hoặc là mặc mặc cái, cái quần quần đen tây ấy, mà ống suông rất là đẹp nó bằng những cái hột này nó là hột hết nha hột mà hàng này hàng hiệu luôn đó hột hết không còn một cái gì nhưng mà hột đẹp lắm thì cái áo này anh là bán nè hột hết này anh là bán 30 đồng thôi Cái áo này rất là đẹp cho những người nào ốm ốm vừa vừa mặc Sai xì Nhưng mà mặc cớt cũng đẹp Mà mặc tây cũng đẹp Mặc cái gì cũng đẹp ha Nó không có dài lắm Nó ngắn ngắn vừa vừa thôi Rồi cái áo cái áo này là nó còn sót từ năm ngoái Nhưng mà bây giờ hết hàng là không bao giờ có ha Cái áo này nó mắc lắm trăm mấy lượng á Nè nó như vậy nè cái này mình đi mình đi du lịch á mình mang đi á hay là mình đi nó rất là ấm mà nó còn chống nó chống nước nữa thí dụ mình bị nước nó vô cũng không vô được mặc cho thể thay cho trời mưa cũng được luôn mà nó gọn lắm nhằng đi đâu á mình đi du lịch mình mang đi á mình chỉ để có chút xíu nó nằm ở trong cái vali của mình hay là trong cái cái sách tay của mình đó anh nào cũng để lại một cái anh nào mặc lúc mình đi, đi đi chơi á mình mặc nó rất là đẹp nói thật vậy mà giặt ừ cái áo này anh là bán 150 đồng nhưng mà mua một cái đáng một cái nhiều khi mình cứ bảo tại sao mắc nhưng mà tại vì nó rất là đẹp nó thật hàng bên Italia nó qua nó thức kỳ chứ không phải là hàng bên ấy đâu nè đó anh này chỉ còn chừng một cái nữa là hết rồi dạ yeah. rồi anh là có cái này có cái bộ này cái bộ này cũng đẹp lắm nha cái này là size medium nhưng mà cái bộ này đẹp lắm Bây giờ nó hết hàng này rồi Không bao giờ mua được hết Đây nè Cái áo của nó này Cái này nó lóng lánh Nó đẹp mà bảo đảm 100% là giặt Không bao giờ rụng nó một hột nào hết Cái quần của nó Hai bên nó có Thì cái bộ này ăn nà bán 45 đồng Ngày xưa ăn nà bán 60 đồng nó Không có nói dối đâu Mà giờ bán 45 đồng Cái này say M Còn một bộ thôi Hết rồi rồi anh à có cái này cái này là cái này là áo đầm áo đầm này thì chắc nó nó áo đầm này nó nó là cái bông ở dưới nó có cái bông chân này nó dễ thương lắm cái này các chị cái này nó là sai medium nhưng mà anh hà cũng thấy đẹp chứ không có xấu thì cái áo đầm này anh nào bán ba chục đồng ha nó có bông chân nè sai medium ha ba chục đồng rồi cái cái bộ này cái bộ này nè cái bộ này nè nếu mà ai mua được cái bộ này rất là đẹp nha cái bộ này mình có thể đi hà đi hay là đi chơi mình nhưng mà tại vì anh rất là thích nhưng mà tại vì anh bị chật thôi chứ nếu mà vừa chắc không phải mình nói vậy để để mình ấy nhưng mà cái này say xấu à mà nó đẹp lắm cái này dùng để mình đi du lịch mình mặc nó là nguyên bộ cái áo ở trên á cái mình hàng nó khác mà cái quần dưới nó giống quần tây mà mình hàng lại khác cái áo như vậy này. đó nó có nút cài đằng trước nhưng mà cái bộ này rất đẹp nha anh nào không có nói dối đâu bốn ừ. chục đồng thôi rẻ lắm nhưng mà mua là mặc nó bằng cái hàng trên nó giống như ton mà ton hai ba lớp á, dày không phải dày mà cái loại tốt á còn cái quần ở dưới nó may giống quần tây nhưng mà size 6 thôi tại vì size 6 cho nên nó hơi gì? nó hơi nhỏ đó thì bốn chục đồng ha size 6 nhưng mà cái bộ này rất đẹp ai mua được cái bộ này cái nữa ăn là nói thật có một bộ duy nhất không bao giờ có nhiều hết Dạ. Yeah. những cái bộ đồ này mặc dù anh là nói là ấy nhưng mà anh là nói thẳng còn cái này cũng là một bộ luôn cũng là cái quần ống ở dưới hơi xuông xuông được cái áo ở trên nhưng mà nó lại sai cũng hơi nhỏ sai này á nó là sai sai gì nè sai size... tại vì thật sự là bây giờ đồ nó cũng nhiều nhưng mà nói thật Mình tuyển cái hàng đẹp nó ít lắm Nó không có nhiều Cái này nó là sai sai xì mo hay m gì đó Chứ nó làm đâu Thì bây giờ mình mình Nó nó có cái này mà không thấy nó Không thấy nó đâu Thì cái bộ này ăn nào cũng bán 40 đồng luôn ha Cái này cái áo của nó nó có cái dây cột ngay đây Rồi cái quần của nó Cái quần của nó là là nó nó, như vậy quần nó ống ở dưới suông suông rộng này bự này đó thì nguyên bộ luôn ha đẹp lắm mấy cái bộ này đẹp rồi anh là còn vài cái áo giống như vậy cái này nó là châm sút ha nó là châm sút nhưng mà nó của Bibi á nó đẹp lắm nói thật như vậy bây giờ không bao giờ mua được hàng hết quần ở dưới thì nó hơi le loe như vậy nhưng mà tại vì nhiều người họ cứ bảo mặc nó không có được kín đáo gì đâu có sao tại vì đằng sau á cái áo này á đằng sau nó như vậy nhưng mà hồi đó anh làm cái này nó chỉ còn size xì mo biết có hết sai lãng rồi sao Size xì thì nhỏ nhỏ chút là mặc đẹp lắm nó có cái nút của đằng sau này nhưng mà đằng trước nó như vậy này anh nào cũng để lại một bộ anh nào mặc không nói dối đẹp lắm mặc lên đẹp lắm này mà cái hàng thùng của nó rất là đẹp nha bốn chục đồng thôi không có mắc giá của nó mắc lắm đi này cái này là size xì mo giá của nó rất là mắc bốn chục đồng thôi ha ngày xưa anh nào bán bốn mấy đồng đó rồi rồi anh nào có cái những cái áo như vậy này nhìn với chứ mặc vô nó dễ thương lắm ừ. nó như vậy mình mặc với quần tây đen ở dưới hoặc là cái quần này nó giống như kiểu như vậy đó khi mình mặc giống như vậy nó có cái bò ngay bụng này. đẹp lắm không có nói dối đâu anh nào nói thật thì cái áo này anh nào cũng bán 25 đồng cái áo mấy cái áo này là áo đẹp không mà cái hàng của nó lạ lắm nha cái hàng của nó bây giờ không có hàng đâu ừ, cái hàng của nó này nó không phải muslin mà nó ra cái hàng gì đó đẹp lắm dạ cái này là sai M luôn nhưng mà size mờ cũng ai cũng mặc được hết rồi có một cái áo đầm này áo đầm này cũng đẹp nhưng mà áo đầm này nó cũng lại hơi nhỏ cái ông đằng là sai xì luôn ha thì cái áo này anh nào cũng bán nhưng mà đẹp lắm. những người nào mà cỡ chừng 110 phao là mặc rất đẹp luôn. Ừ. Cái này là size small ha. Thì cái áo này anh nào cũng bán 40 đồng. Nhưng mà cái áo này dễ thương lắm. Cái mình hàng của nó rất là đẹp nha. Cái nó cũng có chất thùng một chút. Mà đẹp lắm. Dạ. Yeah. Bởi vì những cô nào mà thon thon thì đi mua đồ, toàn đồ, đồ đẹp không? Rồi anh nào có vài bộ giống như vậy này. Nó có một cái quần, rồi nó có một cái... Nó có màu này, rồi nó có sọc nó gì cái này nó là một cái quần dài nữa rồi là một cái áo là bên trong rồi một cái áo khoác nó giống mình mặc tối mình ngủ này nó giống vậy này thì cái áo bộ này bốn miếng vậy ăn nào bán ba chục đồng thôi nó có màu tím này màu sọc này rồi màu gì hết mà người nào thích thì ăn nào mua ăn nào chụp hình gửi chứ nó cũng còn chừng hai ba bộ à ha ba chục đồng rồi rồi anh làm có cái này cái áo này cái áo này nhìn nó như vậy nhưng mà nó cũng dễ thương lắm nha nó bằng cái hàng lạ lắm đó thấy chưa thì cũng bán 25 đồng thôi cái này nó là size xì mo luôn này tất nhiên là khi cái tay của nó như vậy cái tay cái nó mình mặc vô nhưng mà cái hàng của nó dễ thương lắm nha cái hàng của nó nó hơi có cái ánh ánh như vậy nhưng mà này nó bằng cái cái này nó có độ giãn là đẹp lắm thì cái áo này anh nào cũng bán 25 đồng size xì mo thôi ha cái áo đó đẹp lắm đó. người nào mua được cũng đẹp hết rồi anh nào cũng có những cái áo như vậy cái áo này thì anh nào bán hai chục đồng cái áo này nó là áo nó là giống như là áo cũng là áo 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 để mình mặc với quần tây hoặc là gì đó. thì nếu mà ai mà thắt sự như nịt ở đây không phải cái gì đấy ờ à, thí dụ bằng bỏ một cái sợi dây hay là mình mặc về nó chỉ ngắn ngắn thôi nó không có dài nhưng mà nó bằng cái hàng muslin dễ thương cái tay nó rộng rộng vậy bây giờ họ mặc cái quần tây ấy, hay là quần jean thì cũng đẹp cái ha dạ hai mươi lăm rồi rồi anh là có mấy cái quần này cái quần này á, bây giờ cái quần này á, thì ngày xưa không nhưng mà nó đẹp chứ không phải là xấu đâu thiệt đó đây này cái quần này như vậy đó cái quần này giống như ở trên này nó tự nhiên nó tới đây rồi nó nó xòe ra ở dưới giống như là nó kiểu nó may vậy nhưng mà cái size này nó hơi nhỏ size này size small thôi ha <laughs> đúng rồi size xì cho nên bây giờ những người nào cỡ trăm mười trăm hai cỡ ăn nào cũng bận được không có sao tại vì cái lưng của nó bằng thông mà nó giãn ra này nhưng mà mình nếu mà mình bận thoải mái mà cái bông này bây giờ những cái loại hàng mà nó sặc sỡ như vậy là bây giờ đang là mô đen đó anh nào không có nói dối anh nào đi mua hàng anh nào biết Dạ, thì cái quần này ăn nào cũng bán 30 đồng thôi ha. 30 đồng. Quần bây giờ nó là mô đen bây giờ. Rồi cái áo này, cái áo này á, nó là của áo này nó cũng là xây eo. Nhưng mà cái áo này cũng dễ thương nha, nhìn vậy thôi nhưng mà nó dễ thương lắm. Khi mình mặc á thì cái tay của nó như vậy cái tay của nó là nó làm những kiểu cánh dơi ấy, nhưng mà không không có phải nó may vô mà nó để vậy xong mình mặc đấy nó chỉ làm cho mình đẹp thêm thôi chứ không có gì hết thì nó cũng khoảng vậy xong bắt đầu đó ở dưới mặc cái quần bó hay là mặc cái quần tây hay quần jean gì cũng đẹp hết tại vì cái bông này ấy, nó dễ thương mình mặc cái những người mà sợ thấy bụng ấy, là cái loại này không bao giờ thấy bụng được hết mà hàng của nó đẹp như này thì cái áo này anh nào bán ba chục đồng rất là đẹp nói thật chỗ này là hột hết đó nha hột kim tuyến này kia ừ. đó nãy nãy anh là nói cái vụ này này giống như là nó nó có mấy cái màu này này giống như cái bộ này là cái bộ nãy bốn miếng ấy đó thì cũng là ba chục đồng đó. rồi anh là có một cái áo sơ mi trắng này cái này nó là size sai eo ha, sai eo này thì cái áo sơ mi trắng này nó cũng bằng hàng rất là đẹp, thì cái áo sơ mi trắng này anh nào bán cho anh ai mua trong xã, cái sai này nó hơi bự chút, mà cũng là hàng ấy sai eo, thì mua trong xã thì cái áo này anh nào bán ba chục đồng ha, sơ mi trắng, đó. dạ. rồi cái áo này, cái áo này cũng là áo, áo này sai eo nhưng mà cái áo này dễ thương lắm nha Các chị mà mặc với cái quần ở dưới ấy, Cái đằng trước cái cổ nó Nè, okay. yeah, cái áo cái áo đầm này màu vàng nhưng mà nó cũng dễ thương lắm ha nó nó là nó rất là dễ thương thì cái này nó là size size eo nhưng mà nó cũng không có thấy bự mấy thì cái áo này anh là bán chục đồng ha. Áo đầm này say eo ha. Dễ thương cái áo đầm này rất là dễ thương. Rồi anh là có những cái áo khoác như vậy. Cái áo khoác này á uh, nó hoàn toàn bằng hột hết. Cái này mình mua xong là thí dụ mình mặc cái áo mà mình đi đám cưới á mình mặc áo là mình muốn cho nó có cái áo khoác nó đẹp nhưng mà cái size này thì đó là anh nào mặc vừa y luôn á, đó. đó. Nó cũng đẹp nhưng cũng dễ thương nó là có hột hết cái này. Thí dụ mình khoác cái áo thì mình mặc cái áo dây bên trong hay là thì mình khoác ra bên ngoài hoặc là mình làm cái gì kiểu gì ấy. Thì cái áo này dễ thương lắm, cái áo này anh nào bán 35 đồng thôi. Cái áo này nó là size size M đó nhưng mà nó đẹp, nó hay. Nó 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 bằng cái hàng đẹp nó toàn là hột hoàn toàn hột hết ha. Ừ rồi anh còn một cái áo này cái áo này nó còn một cái duy nhất nhưng mà cái này là của bb ha size m này bb không nói dối bb thật nhưng không nó nói đây này cái thùng của nó rất là đẹp ha còn có một cái cuối cùng nữa thì anh là bán cái áo này 25 đồng nhưng mà bây giờ không có mua được hàng đâu ngày xưa anh nào bán bốn chục đồng không mà nó còn một cái thì anh nào sale luôn đẹp lắm màu vàng ha rất đẹp chứ không có xấu. Rồi cái áo trắng này nãy là, là nó như vậy, nhưng mà cái này nếu mà bên trong ai mà mặc cái này xong mình khoác cái áo ra bên ngoài như áo vét áo gì hay là áo gì đó, nó đẹp lắm. Nó bằng giống như là nó đằng sau đó, nó giống như là nó có những cái cái này là nó nó, nó, nó ấy hết à, Đó nó bằng ru rua hết. Rồi. Đó đẹp lắm. mà ở dưới này vậy. Cái này là người lớn người nhỏ gì đều mặc được hết, tại vì nó có cái xếp ly sẵn Cái này của nó là sai sai eo em nhưng mà mặc đẹp. Mình mặc bên trong một cái áo xong mình khoác hay, hoặc là mình mặc cái quần tây Quần tây mà đẹp xong mình khoác cái áo bên ngoài hoặc là mình mặc không cũng đẹp nữa. Cái áo này anh nào bán 25 đồng ha. Đẹp lắm á, cái áo nó rất đẹp. Rồi cái áo này á, cái áo này nó làm một cái áo bên trong mình có thể nó bằng lưới, à, nó bằng cái hàng này, này. Cái hàng này á nó cũng đẹp nữa thì cái áo này ăn nạ bán 25 đồng cái này nó là size Ừm. Đó. Thì cái áo này 25 đồng luôn. Rồi cái áo này là, là size M ha. Size M nhưng mà cái màu hồng cánh sen nó đẹp. Cái này các chị mà mua vậy Mà nó 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 có độ giãn này nè đó ví dụ mình mặc cái mặc, mình mặc cái quần jean quần tây thì cái màu này nó ngọt lắm cái màu này nó đẹp vô cùng cái áo này ăn nặng bán 25 đồng của hiệu hích nha ít pet thì nó đấy nha rồi cái áo này thì cái áo này cũng là áo giống như là nó cũng là một cái áo thun t-shirt thôi nhưng mà nó là của Fila Thì cái áo này anh nà bán cũng 25 đồng luôn. Cái này nó là size 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 M này. US là size M. Nhưng mà cái mình hàng của nó rất là đẹp nha. Mình hàng nó rất là đẹp, cái màu hồng của nó. Hình như nó mô hình nó hơi lạc đi nhưng mà có điều ở ngoài nó nó đẹp lắm. Ờ ừ, đó. Đó, ừ, đó, thì cái này cũng 25 đồng luôn. Rồi. Rồi anh có cái này. Cái này á. Cái này á nó làm một cái áo để mà mình khoác thôi cái tay của nó cũng rộng vậy đó kiểu nó vậy mình chả biết làm sao Nhưng mà đẹp chứ không có xấu thì mình khoác vô trong cái lúc mình mặc áo mình khoác cái tay lại xuống vậy đó thì cái áo này anh nào cũng bán 25 đồng nó có cái thêu đằng trước mà dễ thương lắm mình, mình khoác là giống như mình bắt chéo qua là này chắc nó hơi giống người hoa chút nhất phải ờ ừ, 25 đồng ha rồi rồi cái này á rồi anh nào có một cái áo lưới này. Cái áo lưới này cũng rất là đẹp ha. Cái áo lưới này nó như vậy. Đó. Khi mình mặc á mà lưới này toàn là lưới Lưới lại đẹp không chứ không phải là loại xấu. Thì cái áo này anh nào bán 25 đồng. Cái này nó là của nó là size mấy cái áo lưới này là hoàn toàn là đồ rất là đẹp, nó thật size này size M luôn ha. Cái áo lưới đẹp lắm. Rồi còn cái áo này là của Michael Kaur này đó cái này cũng hàng từ trước đến giờ còn để lại không bán thì cái áo này ăn nào cũng bán ba chục đồng mai của con nó còn con cái cái này size m luôn ha mà mặc dễ thương lắm mình hàng nó anh ánh rồi ánh mặc cái quần đen đẹp dạ. Yeah. rồi cái này là một cái châm sút châm sút này nhưng mà cái châm sút này nó là size x lạc nó hơi bự là xả hơi, hơi bự khi mình mặc cái, cái cổ nó như vậy cái tay của nó như vậy đó ở dưới là châm suốt thì cái áo này châm suốt này anh nào cũng bán 25 đồng ha 25 đồng cái áo châm suốt này size ít lát nha với có một cái áo đầm này áo đầm này á áo đầm này nó cũng chấm bi nhưng mà cái áo đầm này cũng khủng khiếp lắm cũng bự lắm khổ vậy đó cái áo đầm này cũng là xa ít lạc luôn cái này may bên này nhưng mà cái áo đầm này nó nó ở dưới nó cũng dài này thì cái áo đầm này anh nào cũng bán 25 đồng bán xeo cái này xa ít lạc ha nhưng mà nó chấm bi dễ thương lắm dễ thương vừa dễ mặc cái này là những cái áo khoác đó, nó bằng một hiệu Alex này thì nó có cái thí dụ mình 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 khoác á, khoác cái cái, cái áo về anh là chế may thêm cái bông xanh vô nhưng mà thực sự của nó là nó không có cái bông đó thì cái size này nó là size size mờ luôn thì cái này giống mình khoác vô người mình đó. mặc vô để mình khoác như vậy, này. ai không thích thì tháo cái bông ra thôi đó khi mình mặc vô mình khoác nó chỉ có như vậy đơn giản cái tay của nó nó đơn giản thí dụ mình mặc bên trong cái áo cái áo gì mà cái hai cái chỗ đằng trước thì nó lại xuống xuống thì nó không có nó không có ấy đó thì cái áo này anh nào cũng bán 25 đồng ha 25 đồng cái áo khác này rồi cái áo này cái áo này áo, này áo đầm màu hồng áo đầm màu hồng này á thì nó là xa ít lạc luôn đúng rồi nó bự lắm không phải bự mà nó cũng cho những người xa ít lạc thôi ở dưới thì nó như vậy nó bằng ren ha nó bằng ren này. ở dưới thì nó, nó nó cái tà của nó cũng dài lắm chứ không có ngắn tới chân luôn á mà ở dưới cái tà nó lại cắt xéo mày, cắt hai bên vậy áo này anh nam bán ba chục đồng ha cái cắt xéo bằng ren luôn có hơn một lớp à, hai lớp quên nói rồi nên là có mấy cái áo này mình 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 giới thiệu thôi. Thì nó giống như vậy nè. Để nhưng mà nó đẹp lắm nha. Nè. Nó đẹp vô cùng, nó thiệt vậy, nó bằng lưới có màu đen hay sao hay màu này mỗi thứ có một cái này. giãn lắm. Thí dụ mình mặc cái áo trên á mà mình thấy nó mình cần một cái áo để mình quảng ra bên ngoài cho đẹp thêm á thì cái áo này á là nó như vậy á thì cái áo này anh nào bán ba triệu đồng nhưng mà nó bằng cái loại mà người ta móc ấy, mà nó đẹp nha chứ không phải mọi loại xấu đâu dạ có một cái hay cái gì nó chứ không có nhiều dạ vâng Ừm. Uh -huh. anh có mấy cái mấy cái này mấy cái kiểu này như vậy đó. nó giống như t-shirt vậy thôi mình mặc rồi mặc bên trong á rồi, rồi này nó cũng có độ giãn thì cái áo này anh làm bán hai chục đồng là t shirt đen thôi ừ. rồi cái bộ này á cái bộ này thì cái cô này cố đang mặc nó như vậy đó cái áo rồi cái quần ở dưới nó có nó có đó nó có nó có cái nó là nó đây là hàng satin rồi, rồi, ở dưới nó có cái áo trên nó hơi lửng lửng đúng đẹp lắm chứ không có xấu thì cái bộ này anh nào bán 35 đồng thôi, dạ rồi rồi anh à có một cái châm suốt này ừ, nó hơi mờ đúng rồi giờ nó rõ lên nó con, châm suốt nó như vậy đó được rồi đó châm suốt này châm suốt này đúng không? thì nó có cái cột đây nhưng mà mặc đẹp lắm nha, cái vậy châm suốt này anh nào cũng bán ba chục đồng nhưng mà cái châm suốt này thì nó có hai sợi dây vậy. nhưng mà ai mặc cái này thì mình khoác cái áo vô, nó đẹp lắm, nó có cái dây cột ở đây, size size M luôn, ừ, rất, bằng hàng xoa xoa đẹp lắm, dạ, size M luôn, ba triệu đồng, rồi anh là có cái này, nói thật cái áo này đẹp lắm nha người nào mua được cái áo này cái này nó đi với một cái một cái cớt ở dưới nữa à, không biết nó nằm đâu không nhưng mà nếu mà mình mua mình mình có thể mặc với nhiều nhiều cớt cũng được chứ không cần phải nó chính nó đây này cái tay của nó này đó cái này của nó là size small à size m ừ. nó bằng ren đó rất là đẹp nói thật cái ren này đặc biệt lắm ừ. Cái này mình mặc cái quần tây cũng đẹp nhưng mà bên trong mình cần một cái áo lót. Nếu mà ai muốn cái áo lót nữa thì anh nà sẽ đưa cái áo lót đó rồi anh nà tính thêm mấy đồng nữa thôi không có mắc. Rồi đây nhẫn như vậy áo lót bên trong màu đen đó thì cái cái này ai có sẵn thì mặc luôn. Thì cái này anh nà bán 35 đồng ha. 35 đồng cái áo này rất là đẹp. Dạ. Yeah. Rồi. Anh nào có cái quần này quần này quần trắng ha say tám này quần này quần trắng say tám nhưng mà cái cái này nó không có nó không phải là quần dài mà nó là quần hơi lửng lửng nó bằng tay đẹp lắm cái quần này anh là bán 25 đồng size tám thôi ha tất nhiên là cái ống ở dưới nó như vậy nó không có dài lắm ừ hai mươi lăm đồng ha rồi anh là có một cái này cái kết này cái kết này cái này là cái kết cái kết thì ở trên cái bụng của nó như vậy đó khi mình mặc vô là cái bụng của nó nó làm bằng cái hàng này cái thung chứ không phải là cái gì hết thì mình mặc vô đó. cái này màu xám cho thì bên trong nó cũng có cái lót nhưng mà cái sớt này mặc như vậy thì cái kết này anh nào cũng bán 25 đồng thôi ha cái kết này rất là đẹp cái này của nó là sai 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 nhưng mà nó không có chặt hà chay mới nhưng mà vừa chỉ mo mới dùng đều được hết ok rồi anh nào có một cái bộ này cái bộ này vậy chứ dễ thương lắm nhưng mà cái bộ này chỉ cho những người nào mà ốm ốm thôi không có mập là không mặc được không phải mập mà giống như cái sai sai mo ha thì cớt này cớt này cớt nhưng mà cái mình hàng nó lạ lắm nha hay lắm cái áo đầm cái áo của trái trên nó như vậy đó khi mình mặc vô là nó 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 nó, giống như một bộ cái vét vét vậy sút nhưng mà cái áo của nó thì cái bộ này ăn là bán 40 đồng cả cả skirt cả ấy luôn ha nó là size small thôi ha nó nhỏ nó nhỏ rồi ăn là có một cái bộ này cái bộ này của Adidas này cái bộ này cũng đẹp cái bộ này giá của nó tới một trăm mấy á, không có nói cho dối đâu ừ. đó cái này cái áo của nó mà không biết cái mạc của nó rớt đi đâu nè cái này nó là size size eo nhưng mà cái áo này nó không có dài nó lửng lửng đó nó lửng lửng này cái quần của nó, nó bó dưới thì cái bộ này anh nào bán 60 đồng. Cái này là Adidas nha, có một bộ duy nhất rồi. Đó bây giờ ai mua cái bộ này, cái hàng của nó lạ đẹp lắm. Cái hàng của nó rất là đẹp, nói thật vậy cái hàng của nó dễ thương lắm mà nó mềm mà nó cái thùng của nó đẹp lắm, tại vì hàng hiệu mà. Dạ. Rồi anh nào có một cái áo này, cái áo này nó là áo châm sút luôn ha. Châm sút mà nó 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 đây nè nó như vậy nó hơi hở hở tí xíu đằng sau ừ. nhưng mà mình mặc cái áo lót bên trong đâu có sao này cái quần của nó này quần nó ống ở dưới rộng 35 đồng cái này cái này của nó là xây xây eo nhưng mà nó không có rộng mấy nó vừa vừa vậy cỡ Anna là mặc đẹp lắm đó trăm 35 trăm đồng ha cái này châm suốt luôn nó là bông mà nó bằng hàng lạ lắm cái này cũng châm sút luôn nè. Cái áo này cũng là châm sút luôn. Thì cái áo này á. Cái áo này nó nó là châm sút sọt nè. Ngắn. Thì nó có một cái khăn này. Để mình cột nó ra bên ngoài. Nếu mà ai muốn. Còn không thì mặc cái châm sút không cũng được. Thì nó đằng, đằng trước nó như vậy. Quần sọt như vậy. Đằng sau nó có cái dây kéo ở đây. Thì cái bộ này ăn nào cũng bán 35 đồng thôi ha châm sút màu vàng này chọc xuống đẹp lắm, Dạ. Yeah. Rồi anh nào có hai cái này, hai cái giỏ. Nhưng mà cái này là bảo đảm thật một trăm phần trăm nha. Cái này là của Bali, Bali ha. Đó, Bali, giỏ còn cái này là của cái này của miu 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 ha miu miu này miu miu, miu, miu. đó giá một trăm phần trăm thật giá nào cũng thật hết thì ai muốn mua liên hệ với anh là thôi anh là nhiều khi muốn nói giá thì anh là nói không sao thì hỏi lại đi đó là một cái miu miu một cái của ba lì ha Bali nó cũng nổi tiếng nhiều lắm. Cái này là miêu miêu này thì đó. Thì Anna có hai cái ha. Mấy cái mấy cái giỏ nào mà, mà mình nói đúng thì nó phải đúng. Rồi anh nào có cái cớt này. Đó, cái cớt này nó đi với cái áo đen. Cái áo ren đen đấy mình đoán là vậy không biết phải thì hôm bữa mua là một cặp vậy đó nhưng mà nếu mà ai lấy hai miếng đó, thì nó rẻ hơn là lấy từng miếng một nếu mà lấy hai miếng thì mình bớt cho còn nếu mà lấy cái cớt này mình bán ba chục đồng ừ. nó rất là đẹp size small nhưng mà cỡ nào cũng mặc được hết tại vì nó nó hoàn toàn như vậy đó rất là đẹp cái cớt này màu này rất là đẹp ha size small ba chục đồng rồi cái 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 áo này. Cái áo này á là cái Áo này thì nó bằng ren. Nhưng mà cái áo này size medium thôi. Nhưng mà nó bằng ren này. Thì bên trong mình cũng phải khoác một nhưng mà ren này đẹp lắm nha. Bên trong mình cũng phải khoác một cái áo giống như là cái áo lót bên trong á chứ mặc mặc về thì nó nó hơi sexy quá. <laughs> Cái áo này anh nào cũng bán 25 đồng thôi. Nó bằng ren ha. Nó bằng ren. Dạ. Yeah. Rồi anh nào có những cái này. này. Anh nào có cái châm sút này. Đây, anh nào đâu còn cái hai cái gì này, châm sút này nó cũng đẹp lắm nha. <laughs> châm sút này châm sút sọt thôi. Nè. Cái bông của nó này. Cái tay của nó này. Rất là đẹp, nó thật bây giờ ai á kiếm không bao giờ có tại vì cái hàng này anh là nó để lại từ năm ngoái nè nó hết cái đợt ra không bao giờ nó có hết đó rất là đẹp nói thật vậy còn cái này nó là bông giống như bông mai vậy <laughs> bông kia là bông hồng vì nó có hai hai màu mỗi màu mỗi mỗi bộ mỗi cái thì như có một còn có một cái nữa là hết rồi thì cái cái châm sút này anh là bán 35 đồng một cái thôi ha chăm suốt này sai M hay là sai gì đó cỡ đó nhưng mà nó là ở dưới nó là sọt khen cái này các chị đừng có lo mình đi tiểu không có sao cái này mình vén lên được tại vì cái ống nó cũng hơi rộng thoải mái nó giống như đầm ấy. dạ ha 35 đồng cái rồi anh là có một cái bộ này Cái quần. Đây. Cái này là một cái áo màu đỏ bạc đô thôi. Cái này của nó là size size 10. Thì cái áo này nó bằng ren thôi. Thì cái áo này ăn nặng bán 25 đồng nha Nó bằng ren này. Nó có cái tay vậy rồi bên trong nó có đồ lót luôn. Đó, 25 đồng. Nó bằng size lát đó. Size 10, size 10. Dạ, yeah, size 10 ha. Rồi cái áo này nó làm một cái áo đầm. Áo đầm thì đằng trước á. Nó không phải áo đầm hay sao á. À nó là áo đầm Nhưng mà nó nó như vậy. Nó có mỗi cái nút ở đây cài vô thôi. Nó lại không có nút nhiều. Là như vậy. Nhưng mà cái size này nó nhỏ nha. Cái size này là size small thôi. Mà nó đẹp chứ không có xấu. Hàng nó rất là đẹp. Đó, cái sai của nó này. Các chị các em coi ngày thứ bảy đi sáng 8 giờ, anh là sẽ lên show cách hai tuần một lần. Tại vì lúc này nói thật thì, đây, cái hàng đẹp lắm. Cái áo này anh là bán ba chục đồng. Cái áo này rất là đẹp. Thì mình khoác bên trong á, nhiều người họ mặc cái quần sọc màu đen hay là cái quần bó họ khoác ra bên ngoài cái này rất là đẹp. Nói thật vậy. đó, mình đi chơi này kia mình khoác cái áo này lên ba chục đồng. Dạ. Yeah. Rồi cái áo này. Cái áo này á nó là size hàng này nó cũng đẹp nó hàng. À. Size 6 thôi ha. Nhưng mà cái áo này á nó bằng cái hàng lạ lắm Cái hàng của nó là mình không có diễn tả được. Ừ. kiểu mà nó cắt xuông thôi, màu xám cho ha. Nhưng mà nó dày, nó hơi dày, chắc mình nghĩ nó hơi dày. Này bên trong của nó nè cái hàng lót bên trong nó cũng đẹp, nữa. thì cái áo này anh nặng bán ba chục đồng luôn, ha, cũng dày, ấy. cái này nó là size small thôi, ừ. Ừ. rồi cái áo đầm này, cái áo đầm này là 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 như vậy, áo đầm này là 12 hai size mười hai, thì cái áo đầm này nè, nó như vậy màu nâu nâu no, nhưng mà nó dài cũng đẹp thì cái áo này anh nào bán 35 đồng thôi ha màu nâu này size 12 dạ yeah. rồi cái áo này cái áo này nó là một cái dạng cái này nó là size fashion nova nhưng mà cái áo này nó nó dễ thương lắm ừ. cái này là size medium thôi cái tay của nó này mà cái thun của nó rất đẹp nha Cái thun của nó rất đẹp Nói thật vậy Đó Như vậy đó Cái áo này anh nà bán 35 đồng thôi Rẻ đó Bây giờ mua không có hàng này Cũng có đẹp được như vậy Rồi cái áo này Cái áo này nó cũng là một hàng Nó là của Beth Jensen thì ai biết thì cái áo này nó cũng bằng cái hàng nó lạ lắm nha. nó có độ giãn chút này, cái tay ra chút này, cái hàng này, cái cái hiệu này á, nó bán giỏ đẹp, nó không có mắc nhưng mà nó đẹp, cái này là size 10 được, ừ. cũng già nhưng mà cái mình hàng nó lạ lắm nhằng, nó 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 có chất giãn chút này nhưng mà nó nó cũng hai lớp nhưng mà biết làm sao nó lạ lắm nó nó, nó phải thung mà nó cũng không phải xoa nó nó dạng dạng đẹp lắm thì cái áo này anh nào bán bốn chục đồng cái áo này đẹp lắm nhàng nói thật vậy áo này đẹp đấy. rồi cái áo đầm này cái áo đầm này á là nó là size M ừ. áo đầm này chắc cũng dài á qua đầu gối chứ không phải nhỏ nhưng mà nó nhưng mà cái thung nó đẹp lắm nha cái thùng đó rất là đẹp của Simple Tyler thì cái áo đầm này anh nào cũng bán 40 đồng cái áo này đẹp lắm không có nói dối đâu thật những cái áo này mà mua không phải là mình bán nhưng mà mình mình nói cho giá nhưng mà tại vì mình mặc cái là nó cứ đẹp hoài à cái này nó còn một cái áo của nam này size m này nhưng mà cái này nó dùng trong mùa đông này cái này bây giờ không bao giờ có hàng nữa cái áo này hồi đó anh nào bán cái áo này mắc chứ không có rẻ 70 đồng nhưng mà nó đẹp vô cùng nói thiệt vậy hàng Italia đàng hoàng nó hơi ấy mà còn có một cái hai cái hết rồi thì cái này ai mua trong xã đó? cái này của Nam ha mua trong xã đẹp lắm 70 đồng đó con cái này xem mờ ha rất là đẹp nói thật như vậy rồi cái áo này cái áo này nó là áo áo lạnh thôi mấy cái áo này bây giờ anh nào bán trước thôi chứ còn ai mua thì đến ngày đó mặc mùa lạnh mặc thì cái áo này anh nào bán ba chục đồng cái này là size M luôn ha nó là một cái dạng mà nó giống như là là cái là cái này là một cái áo đầm áo đầm này á đây này cái phần này nó ống ánh lắm. Nóng ánh hết trơn từ đầu đến cuối luôn mà nó chấm bi ở dưới nó như vậy. Đó. Cái áo này anh nào bán bán 30 đồng. Đây nè. Cái này nó giống như vải, mặc mùa này rất là mát mà rất là dễ chịu. Vải mà nó có những cái bông nhỏ nhỏ đẹp lắm chứ không phải là vải thường ha. ba yeah, chục 30 đồng. Cái này nó là size size M luôn ha. Anh nào bán cái này. Cái này là Anna có một cái bộ này. Cái bộ này cho những người nào mà người ốm một chút mặc rất là đẹp. Anna rất là thích nó, nói thật vậy. Nhưng mà tại vì không vừa được. Nó nó ôm quá là cái quần của nó này. Nó bằng giống như kiểu len thông á. Ở dưới như vậy. Đó. Cái áo ở trên. Cái áo nó dài qua mông luôn ha mà cái quần dưới lại ống ống le loe chút mà nó cái này nó kiểu của nó đã đan những cái này là như vậy cái bộ này ăn là bán 45 đồng nói thật có một bộ duy nhất ai mua được cái bộ này rất là đẹp nói thật như vậy. nhưng mà cỡ 120 phao thì quá bờ phách à, hơn nữa thì hơi khó nha dạ. hình thử ra rồi anh à có cái này cái này nó là đầm châm sút ha cái mình hàng này cũng đẹp lắm nha đầm châm sút. cái này nó là sai size... sai xì nhưng mà không có nhỏ nó cắt cái phần dưới nó cũng rộng lắm này đó cái quần sọt mà cái tay áo của nó mà cái hàng này nó lạ lắm này cái quần của nó này dưới này cái cái châm xuống này anh làm bán ba chục đồng rất là đẹp nói thật vậy cái châm xuống này đẹp lắm ha cái này nó là size small thôi nhưng mà nó nó thoải mái ai mặc cũng đẹp hết uh -huh. rồi cái này cái áo này cái áo này nó là một cái áo đầm nhưng mà mình mặc đó nó giống như kiểu áo cánh dơi thôi nó như vậy đó mà mình chỉ thích cái bông của nó đó nó như vậy tay của nó như vậy, người ta chỉ may vậy, hình như người ta mặc vô là nó nó xuống xuống như vậy thế, đó nó xuống như vậy, áo này anh nào cũng bán ba chục đồng thôi, rất là đẹp ha, cái ừ. vải của nó 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 giống như là hàng hàng gì mình không hiểu được nó ba chục đồng ha. Rồi cái áo này. Cái áo này đẹp lắm nha. Cái áo này là của size M này. Nè, cái áo này như vậy nè. Màu xám rất là đẹp cái áo này ăn là bán. 30 đồng. Đẹp lắm, nói thật như vậy, rất đẹp nó là nó nó làm giống như hàng của quần tây ấy mà không phải quần tây nó cũng may hai lớp này nhà mặc nó đứng áo lắm ha cái này là size M ha size M rồi anh nào có cái áo đầm này đó những cái áo đầm này là bây giờ người ta mặc mùa hè đẹp lắm này. cái này nó hai lớp này hình như nó tới ba lớp bên trong Không, nó còn lớp nữa ba lớp thì cái áo đầm này ăn nào bán cái này của nó là size m luôn ha thì cái bụng của nó này cái bụng của nó mình vẫn có thể rộng rãi được này đó nhưng mà nó dễ thương nó hai ba lớp luôn. thì cái áo này ăn nào bán 35 đồng thôi cái áo đầm này rất là đẹp nha người nào mua được rất đẹp cái áo này cũng đẹp luôn này áo này mặc hà hà là rất đẹp kiểu của nó đẹp lắm cái này nó bằng vải lạ lắm những cái hàng này nói thật không phải anh là khen hàng của anh là nhưng mà mua không có đâu cái này nó là nhưng mà đằng sau đó, Hình như mình đoán cái này nó là đằng sau hay là đằng trước thì quên mẹ đây này chắc cái này đằng trước này đó là nó hơi hơi giống cái áo của anh là đang mặc này. hơi hơi thôi nó giống đó mình mặc cái đằng trước là nó như vậy nhưng mà cái bông này đẹp hơn bông của anh là có cái tay vậy mà nó cái này nó bằng vải nha chứ không phải là bằng xoa bằng gì hết trời cái này mà mặc đi hà quay đẹp lắm ấy. chơi này kia đi mùa hè đi chơi đi ra biển này kia cái áo này anh à, bán bốn chục đồng có một cái duy nhất không nói dối không bao giờ nói dối hết dạ yeah. rồi cái áo này cái áo này á cũng đẹp áo này nó bằng ren thì cái này của nó là sai sai xì thôi nè cái tay của nó khi mình mặc vô nó như vậy ra nhưng mà nó cũng che cái phần này đi ừ, ở dưới nó này áo này anh nào bán 40 đồng cái áo này hồi đó anh nào cái giá của nó để tới trăm mấy hình như nó còn dính đây nè ừ, đó cái bên trong của nó nó có lớp à, 40 đồng hàng size small rồi anh nào có cái này cái áo này cái áo này nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó là len thông ha có một cái cái này size em luôn hàng này hàng hiệu đó thì mai lên đấy vậy đó. Ừ. cái này bây giờ ai mua được á là để dành đến mùa mùa lạnh mặc nó dày mà nó đẹp lắm nó thiệt vậy cái là anh ăn là bán bốn chục đồng nó có cái tay vậy luôn ở dưới nó đó. hơi xòe cái này sai em mở ha sắp tới giờ không có để cô làm mấy cái này cái này á cái áo này á cái áo này cái áo này, cái áo này nó là bự chút nó là xay lát nhưng mà cái áo này á nó rất là cái mình hàng nó rất là đẹp nha ừ. trời ơi mặc lên nó dễ thương lắm ừ nhưng mà nó dễ thương lắm cái mình hàng nó lạ lắm nó không phải ren mà nó không phải cái gì nó là cái gì thì cái áo này anh nào cũng bán ba chục đồng luôn nhưng mà cái áo này sai là ai mà nhỏ nhỏ chút xíu anh nào sửa cho sửa nhỏ nhỏ chút xíu được may may ấy rồi anh nào có cái cái quần này cái quần này nó là size 12 hai Ừ. Ở dưới nó loe này. Size 12 thì cái quần này ống loe này kia đẹp lắm. Chị ăn là bán 30 đồng thôi ha. Nó giống như quần tây của nam á. Nhưng mà không phải nam đâu. Có thể cái này nữ. Tại ống loe à dưới hơi loe loe à chút mà. 30 đồng. Rồi anh là có này để cô sâu mấy món cái xong Cái này là một cái quần kim. Cái này nó là size 9 nha. Nhưng mà cái quần này đẹp lắm nha. Quần này nè, nó ở dưới ống bát nè. Size 9. Cái quần này ăn là bán 35 đồng. Size 9 nó hơi xòe à, chút. Ở dưới nó hơi xòe. 35 đồng, đồng ha. Size 9 á. Rồi còn cái áo thun này cũng đẹp lắm. Mặc đi với cái quần đó rất là đẹp mà mặc với quần. Cái áo này á, mặc, mặc dễ thương lắm, lắm nha. Áo này anh làm bán 20 đồng thôi. Cái áo này rất là đẹp. Cái này nó cái là size uh, size eo luôn. Nó có cái mấy cái bông hồng nó làm lên thì khi mình mặc vô nó đẹp. Uh -huh. Để cô bỏ mấy món này xong chẳng qua. Đây, cái áo này, cái áo này rất là nhiều người hồi xưa nhất là nhiều người thích nó có một cái một. Uhm. hai bên nó có hai hàng nút mà bằng hột toàn ừ. nhưng mà cái này nó là sai xì mo nhưng mà cái loại này nó có thể giảm được này nó giảm rồi bắt đầu nó có một hàng nút ở, ở dưới như vậy nữa cũng bằng hột hết như vậy luôn thì cái áo này cũng qua đầu gối xa qua đầu gối đó, cho những người nào mà nó ốm ốm một chút mặt đẹp Nó như, thế này, nó như vậy nó giảm này đó cái áo này anh nào bán bốn chục đồng cái áo này rất là đẹp nha cái tay của nó hai cái tay có nó này khi mình mặc vô này nó như vậy toàn hột xoàn không mà nó bằng cái hàng lạ lắm đó bốn uh chục -huh. đồng rồi rồi cái áo vàng này áo vàng này cũng là áo thun t-shirt thôi thì sai sai này của nó là size m nè áo vàng này thì hai chục đồng nó cũng có cái tay tay như vậy tay kiểu như vậy đó hai chục đồng cứ bỏ hai cái này nữa cho nó xong à cái áo này cái áo này cũng đẹp cái áo này nó như vậy cái tay của nó này nhưng mà trước nó bằng ren như vậy khi mình mặc vô ấy, nó giống như ren mà dưới này nó có cái bo của nó À không phải bo cái này nó là quần lót này ai mặc quần để Ở trong ấy là làm sao ở dưới này nó có hai cái nút thì cái áo này anh nào cũng bán ba chục đồng ok, cô bỏ món cuối cùng đây còn những cái áo như vậy anh nào có ha thì nếu mà để mấy cái áo này là mình mặc lót bên trong này đó thì cái áo này anh nào bán 15 đồng cái dạ nó giống có sẵn cái cọc c như vậy dạ dạ vâng thôi anh nào xin phép các chị để anh nào hết show rồi Gần sau nữa Anna sẽ lên Anna các chị các em nhất là các em ấy, ủng hộ cho chị Anna đi để cho chị Anna có tinh thần đi kiếm đồ đẹp chứ nhiều khi mình lên sâu mình bán không được mình cũng buồn <laughs> rồi cảm ơn tất cả chào tất cả quý vị các em với chị